Laudetur Jesus Christus Ngợi khen Chúa Jesus Kitô Đây là Đài Phát Thanh Vatican Chương Trình Việt Ngữ Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 22 tháng 7, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa sẽ có một xã hội tuần qua để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Quanh vụ lạm dụng và bạo hành tại trường tiểu học thuộc ca đoàn nhà thờ chính tòa Regensburg bên Đức. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và máy Anh trình bày tin tức. Roma, hiện nay Bộ Phong Thánh đang cứu xét một cuộc khỏi bệnh lạ lùng và nếu được công nhận, việc phong hiển thánh cho chân phước giáo hoàng Phaolô 6 có thể tiến hành. Đó là trường hợp của một hài nhi nữ sinh thiếu tháng vào ngày 25 tháng 12 năm 2014 vì bào thai lúc ấy bị vỡ túi nước ối. Mẹ hài nhi là bà Vanna Pironato, đã đến đền thánh ân phúc ở thành Brescia, Bắc Italia, quê hương của chân phước Paolo 6, để cầu xin người cứu giúp Hải Nhi, vì bà biết rằng phép lạ đầu tiên của chân phước cũng liên hệ tới một vụ, vụ mang thai khó khăn của một bà mẹ. Sau đó con của bà đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng. Báo người đưa tin chiều ấn bản tại thành Brescia nhắc lại rằng hồi năm 2004, một Hải Nhi ở bang California đã được lành bệnh lạ lùng mặc dù bị xác nhận là dị hình trong bảo thai. Ngày nay, Hải Nhi ấy là một thiếu niên 13 tuổi khỏe mạnh và bình thường mặc dù sinh thiếu tháng. Hồi đó, một nữ tu ở Brasirano đã đề nghị cha mẹ em phó thác Hải Nhi và cầu xin Đức Giáo Hoàng Phaolô Lô Sáu cứu giúp. Vụ khỏi bệnh đó đã được Ủy ban Y khoa Bộ Phong Thánh cứu xét và nhìn nhận là khoa học không giải thích được. Sau đó, Ủy ban Thần học rồi hội đồng hồng y và giám mục thành viên bộ phong thánh nhìn nhận là phép lạ trước khi được đức thánh cha Francisco phê chuẩn. Trong cuộc viếng thăm mới đây tại làng Bozzolo thuộc giáo phận Brescia, đức thánh cha Francisco đã tái khẳng định ước muốn phong thánh cho chân phước Phaolô 6. Đức tân giám mục giáo phận Brescia, Pieratonio Tremolada cũng nói với báo chí địa phương rằng ngài coi là một hồng ân lớn vì được bắt đầu sứ vụ ở Brescia với biến cố lớn này. Roma, Đức Hồng Y. Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, bác bỏ những lời cáo buộc hoặc phê bình ngài, đã không tích cực cho điều tra và xử lý những vụ lạm dụng tại Regensburg khi ngài làm giám mục tại đây. Những lời cáo buộc và phê bình này do một số báo chí hoặc nhân vật đưa ra sau khi công bố phúc trình điều tra của luật sư Ulrich Weber do Tòa giám mục Regensburg ủy nhiệm về những vụ lạm dụng trẻ em thuộc hai trường tiểu học của ca đoàn nhà thờ chính tòa giáo phận. Phúc Trình sau 7 năm điều tra cho biết có hơn 500 trẻ em bị trừng phạt bằng các biện pháp thể lý và có 67 em bị chín người lạm dụng tính dục trong thời gian 70 năm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi ngày 19 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y. Mueller bác bỏ những lời phê bình và cáo buộc ấy và nói rằng Hồi năm 2010, khi nghe biết về những vụ lạm dụng đó, chính tôi đã thiết lập Ủy ban điều tra và sau đó khi có thêm các yếu tố, Đức Đương Kim Giám mục Ford de Honza đã tiếp tục cho thực hiện cuộc điều tra. Đức Hồng y Mueller cho biết, thủ phạm những lạm dụng tương đối là ít và nhiều người đã chết rồi. Phần lớn những vụ lạm dụng xảy ra trong khoảng thời gian từ 1945 đến 1992 và chỉ được biết đến hồi năm 2010. Trường tiểu học thuộc ca đoàn nổi tiếng của nhà thờ chính tòa Regensburg là một tổ chức rất khép kín, không ai có thể vào. Chính tôi cũng thấy điều đó khi tôi được bổ nhiệm làm giám mục Regensburg. Trường này không thuộc giáo phận, nhưng là một tổ chức theo luật của nhà nước. Đức Hồng Y Mueller khẳng định rằng tất cả các hoạt động điều tra đều được ghi chép đầy đủ theo thứ tự thời gian. Vì thế, những lời cáo buộc tôi đã không hành động là điều không đúng sự thật. Theo Đức Hồng Y, khi các cuộc điều tra tương tự được thực hiện tại tất cả các trường học tại Đức, chứ không phải chỉ tại các trường của giáo hội, thì sự thật sẽ là điều không dễ chịu nổi, xét vì nguyên tại nước Đức với 80 triệu dân. Hiện nay, mỗi năm tòa án xét xử 16.000 vụ ấu dâm hoặc lạm dụng tính dục trẻ em. Pristina, nhà thờ chính tòa mới ở thủ đô Pristina của Kosovo, sẽ được thánh hiến vào ngày 5 tháng 9 tới đây, và dâng kính thánh mẹ Teresa Cancuta. Hôm đó cũng sẽ là lễ dỗ lần thứ 20 của mẹ Teresa và Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Khổng y Ernest Simoni người Albany làm đặc sứ chủ sự lễ thánh hiến này. Kosovo rộng gần 11.000 cây số vuông, trước kia là một tỉnh thuộc Cộng hòa Serbia, nhưng nay là một cộng hòa độc lập được 115 nước công nhận. Trong số hơn 2 triệu 200 ngàn dân tại đây, 90% là người gốc Albany. Giáo hội Công giáo tại Kosovo chỉ có khoảng 65 ngàn tin hữu họp thành biển giám quản tông tòa Brisbane với 25 giáo sứ và 55 linh mục. Báo sứ giả Công giáo ở Anh Quốc cho biết, nhà thờ chính tòa ở Pristina được khởi công xây cất cách đây 10 năm. Tuy chưa hoàn thành, nhưng từ năm 2010, các thành lễ có thể được cử hành tại đây. Thánh đường có tháp chuông cao 70 mét và là một trong những kiến trúc cao và lớn nhất tại thành Brissina. Nhà thờ có hai cửa sổ đặc biệt, một có hình Mẹ Teresa cùng với Đức Giáo Hoàng John Paul II và cửa sổ thứ hai diễn tả Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đang ôm chào nhau. Manila, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao ở miền nam nước này. Marawi có khoảng 200.000 dân cư, đa số là người Hồi giáo, đã bị hàng trăm phiến quân Hồi giáo mau chê chiếm đóng và từ ngày 23 tháng 5 vừa qua, quân đội đang tấn công để giải phóng thành này. Cha tổng đại diện và 15 tín hữu ở địa phương bị họ bắt giữ làm con tin vẫn chưa được giải thoát. Trong tuyên ngôn sau đại hội lần thứ 115 những ngày vừa qua tại thủ đô Manila, Hội đồng giám mục Philippines kêu gọi bình thường hóa và tái lập hòa bình tại Marawi và các vùng phụ cận. Các giám mục cũng đặt câu hỏi, luật thiết quân và sự kéo dài luật này do Tổng thống Duterte đề ra có góp phần vào việc vãn hồi hòa bình tại địa phương hay không? Tuyên ngôn của các giám mục Phi cũng khẳng định rằng cuộc chiến tại thành phố Marawi không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo, Chúng tôi đã nghe và đọc nhiều tường thuật thật lạ lùng về việc những người hồi giáo đã bảo vệ và giúp các tín hữu Kitô thoát cái chết hầu như chắc chắn. Nay các tín hữu Kitô cũng đang giúp đỡ hàng ngàn người hồi giáo trốn chạy khỏi Marawi. Đó là những dấu hiệu không thể chối cãi chứng tỏ cuộc chiến tại đây không phải là cuộc chiến tranh tôn giáo các giám mục Philippines cũng mạnh mẽ lên án nạn khủng bố và trào lưu cực đoan bạo lực và nói rằng trong tư cách là những người lãnh đạo Công giáo giống như các học giả hồi giáo ở Mindanao chúng tôi quyết liệt lên án nhóm khủng bố Maute ở thành phố Marawi các thủ lãnh và thành viên của nhóm này đã tuyên thệ trung thành với lực lượng nhà nước hồi giáo IS và đã hành động trái ngược với các nguyên tắc của hồi giáo khi bắt giữ nhiều người làm con tin và sát hại những người vô tội. Pretoria. Hội đồng Giám mục Nam Phi phê bình đề nghị do một ủy ban chính phủ đưa ra, theo đó các tôn giáo phải đăng ký và chịu sự kiểm soát của chính phủ. Trong những tuần qua, báo chí tại Nam Phi nói đến những vụ một số giáo hội tự do đã có những nghi thức kỳ lạ. Ví dụ, một người tự xưng là ngôn sứ đã xịt vào mặt các tín đồ thuốc chống sâu bỏ. Ngoài ra, có những tôn giáo ngày càng bị thương mại hóa. Ví dụ, tại thánh đường của một giáo hội tự do đã gắn các máy trả tiền bằng thẻ tín dụng tại các băng ghế trong nhà thờ. Trước những sự kiện tương tự như thế, Ủy ban của nhà nước Nam Phi đề nghị tất cả các tôn giáo và tổ chức tin ngưỡng phải đăng ký và chịu sự kiểm soát của nhà nước. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, hãng tin công giáo Phi Châu gọi tắt là Chisa cho biết Đức cha Stephen Bristlin, Tổng giám mục giáo vận thành phố Cáp, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Phi, phê bình đề nghị nói trên của Ủy ban Chính phủ và Ngài nói rằng đề nghị này đúng ra là của một nhà nước độc tài chứ không phải là của một nhà nước dân chủ pháp quyền. Đức Tổng giám mục Prislin cũng nói rằng chúng tôi hiểu và chia sẻ quan tâm của chính phủ về một số hoạt động của những người lợi dụng tôn giáo đòi các tín hữu phải uống xăng hoặc ăn cỏ. Nhưng chúng tôi tin rằng Luật pháp hiện thời của Nam Phi đủ để chấm dứt những hành động nguy hiểm như thế. Washington, các giám mục Hoa Kỳ phê bình dự án cắt giảm ngân sách trợ giúp người nghèo tại nước này. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Ngân sách thuộc Hạ viện Mỹ đã đề nghị cắt giảm ít nhất 203 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm các khoản trợ giúp người nghèo như Medicaid, trợ giúp y tế, phiếu thực phẩm, giảm thuế cho các công nhân nghèo và các chương trình khác giúp người lương ít. Trong thông cáo công bố ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức cha Frank Dowen, giám mục giáo phận Venice, bang Florida, chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Nhân bản thuộc Hội đồng Giám mục Mỹ, nhận định rằng nghị quyết về ngân sách của Hạ viện Mỹ sẽ gây nguy hiểm cho hàng triệu người nghèo và những người dễ bị tổn thương vì nó giảm bớt thâm thủ ngân sách quốc gia bằng cách cắt giảm các nhu cầu của con người. Ngân sách của một quốc gia là một chứng chỉ về luân lý, Hạ viện cần chọn một con đường tốt hơn làm vinh dự cho những người tranh đấu tại đất nước chúng ta. Đức cha Deuren cũng phê bình rằng trong nghị quyết của Ủy ban Hạ viện về ngân sách có sự gia tăng liên tục các chi phí quân sự và sự gia tăng đó được thực hiện bằng cách cắt giảm các ngân khoản dành để giúp đỡ người nghèo, kể cả chương trình trợ giúp lương thực cho hàng triệu người túng thiếu ở Mỹ. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican tiếp theo đây kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời chúa Đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức giê -xu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn sau. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đẩy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? ông đáp kẻ thù đã làm đó đầy tớ nói vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ông đáp đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh làm bật luôn rễ lúa cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt hãy gom cỏ lùng lại bó thành bó mà đốt đi còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi nước trời là một thực tại thật khó để diễn tả. Bởi lẽ ai chưa từng biết nước trời là gì, chưa từng kinh nghiệm chút nào về nước trời, thì làm sao có thể hiểu nước trời. Còn ai đã được vào nước trời, thì hạnh phúc làm sao tả nổi. Còn chúng ta là những người đang sống trong thế gian và lòng hướng về nước trời, thì có thể nói, chúng ta có thể hiểu chút gì đó nhờ vào những lời Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta. Vì nước trời không giống ý hệt như những gì trong thế gian, nên không thể mô tả tỉ mỉ chi tiết như khi chúng ta tả một vương quốc. Nước trời cũng không hoàn toàn xa lạ theo kiểu không thể tả nổi. Thế nên Chúa Giêsu sử dụng ngôn ngữ biểu tượng của các dụ ngôn để giúp chúng ta hiểu được nước trời. Mỗi lần Chúa dùng mỗi dụ ngôn khác nhau. Có lần kia, nhà thông luật hỏi Chúa Giêsu về các điều quan trọng nhất trong lời luật. Chúa trả lời, đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại nhà thông luật đồng ý và ca khen Chúa. Chúa nói với ông, ông không còn xa nước trời đâu. Không còn xa có nghĩa là đang tiến gần đến cổng nước trời và cũng có thể có nghĩa là chưa vào được trong nước trời. Lần khác, khi nói về ông Doan Tẩy Giả, dạ, Chúa nói, Doan Tẩy Giả dạ là người lớn nhất trong số những người được sinh ra từ lòng mẹ. Thế nhưng Chúa cũng nói thêm, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Thật là, có hàng loạt nghịch lý để có thể hiểu, để có thể vào được nước trời. Trở lại dụ ngôn hôm nay, thừa ruộng có thể được hiểu là tâm hồn con người. Thiên Chúa là người gieo giống, là ông chủ gieo giống tốt, gieo những điều tốt lành vào tâm hồn con người. Có chi tiết nhỏ đáng chú ý, đó là ông chủ gieo giống mà là giống tốt, và ông gieo hạt giống trong ruộng của ông, chứ không phải trong ruộng của người ta. Còn kẻ thù thì gieo cỏ lùng, và hắn gieo cỏ lùng không phải nơi đất dành cho cỏ, mà lại gieo cỏ lùng vào chỗ đất của hạt giống, vào ruộng không phải của hắn. Thời giờ gieo cỏ lùng, hắn chọn lúc mọi người đang ngủ. Hắn làm việc gì cũng đen tối và dấu diếm. Hắn làm xong và bỏ đi một cách vô trách nhiệm. Khi còn nhỏ, thì hạt giống hay cỏ lùng dường như giống nhau, nhưng khi lớn lên thì khác nhau rõ rệt. Điều ấy cũng tựa như những cái nết tiềm tàng trong lòng người, có cả nết xấu lẫn nết tốt. Khi nét tốt được bộc lộ thành những thói quen tốt, những hành vi tốt, thì mọi người đều được hưởng sự cao quý và mùi thơm tho của những điều tốt đẹp ấy. Còn khi nét xấu được diễn tả thành những thói gian dối lọc lừa xấu xa, mọi người chịu không nổi và phải khổ cực chăm bề về những điều tệ hại ấy. Đến giờ, các đề tớ của ông chủ mới thấy được sự khác biệt giữa lúa và cỏ. Họ đi hỏi ông chủ. Ông chủ nói cho họ biết sự thật. Họ đưa ra giải pháp giờ thì phải đi nhổ sạch cỏ mới nghe ra giải pháp này có vẻ khả thi và dứt khoát nhưng thực tế không phải vậy những kẻ nói to rằng diệt là phải diệt tận gốc nhưng thực tế họ đi giết hại người khác và che giấu chính mình phát xít đức muốn khẳng định họ là thượng đẳng và để làm điều ấy họ đi diệt chủng người do thái có những kẻ muốn chứng tỏ giai cấp công nông là chủ và để làm điều ấy họ gán mác cho những ai bị coi là địa chủ để còn đấu tố và kết án. Khi kết án như thế, họ mang danh là nhân nghĩa mà thực tế họ đối xử với con người theo con đường của bất nhân và hận thù. Ông chủ trong dụ ngôn rất khôn ngoan khi nói: "Đừng, đừng nhổ cỏ lùng bây giờ, vì nếu gom cỏ ngay bây giờ, các anh lại làm bật luôn cả rẫy lúa." Thế đó, cái thiện cái ác nằm trong lòng người mà không thể nói nhổ là nhổ ngay được và không phải nhổ được một lần là xong cho tất cả, bởi lẽ ông chủ tiếp tục gieo hạt giống tốt và kẻ thù vẫn tiếp tục gieo cỏ lùng, khi lúa lớn lên, cỏ cũng lớn theo. Tuy nhiên, có một điều nhiều người dễ quên, muốn quên nhưng không thể quên, đó là khi mùa gặt đến, đó là giờ chết của mỗi người, đó là giờ phán xét của mỗi người, đó là giờ chung cục cho tất cả tốt xấu, cho sự phân biệt rạch ròi, để lúa tốt thì được cất vào kho để cỏ lùng thì bị đốt đi có nhiều người cho rằng đừng có lấy cái chết và sự phán xét ra để hù dọa dạ. kỳ thực đây không phải là hù dọa dạ, mà thực tế là thế ở đây không phải là những tranh luận cho bằng thực tâm nhìn vào những gì đang xảy ra trong lòng mình trong cuộc sống mình giữa những tranh sáng tranh tối giữa những nỗi sợ hãi và trống rỗng giữa những niềm tin và hy vọng mông lung mong manh sau tất cả đó là gì Lạy Chúa, xin cho con biết hoán cải tâm hồn để cùng với ơn Chúa hạt giống tốt lớn mạnh trong con và cho dù cỏ lồng trong con có phát triển chăng nữa, xin cho con biết làm chủ chính mình, biết vượt thắng chính mình. Nhờ đó khi kết thúc cuộc đời, con có thể trở thành hạt giống tốt trong bàn tay của cha muôn đời. Amen. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua kính thưa quý vị thính giả chiếm hàng đầu sự chú ý của dư luận thế giới trong tuần qua vẫn là làn sóng di dân tị nạn dồn dập đổ vào Âu Châu qua ngõ vượt biển vào Italia. Tổ chức Di dân Thế giới viết tắt là OIM hôm 20 tháng 7 đã cho biết trong vòng chỉ 3 năm trời, con số nạn nhân nạn buôn người đã gia tăng 600%, nhất là trong vòng 6 tháng đầu năm nay. Người ta nhận thấy con số các thiếu nữ trẻ hiện diện trong số người đổ bộ lên đất Italia gia tăng mạnh. Một số đông là thiếu nữ vị thành niên rất nhiều người đến từ Nigeria. Hồi năm 2014, có khoảng 1.500 thiếu nữ đến từ Nigeria và hai năm sau, 2016, con số này đã lên đến 11.000. Một báo cáo do tổ chức OIM công bố hôm 20 tháng 7 vừa qua nhận định rằng 80% tổng số thiếu nữ di dân tị nạn đến từ Nigeria có thể là nạn nhân tệ nạn buôn người. Đây là một hành vi tội phạm siêu quốc gia đảo lộn cuộc đời của bao nhiêu con người khốn khổ, đưa họ vào cảnh sống trong địa ngục lầm than. Ông Federico Soda, giám đốc văn phòng OIM, đặc trách phối hợp vùng địa Trung Hải, cho biết từ nhiều năm nay, cơ quan dông điều hành tìm đủ mọi cách để ngăn ngừa dịch vụ bị ổi này, một tội phạm có tổ chức, để cứu giúp các nạn nhân. Nhân viên của cơ quan này đảm nhận việc nhận diện những người có thể là nạn nhân bị buôn người giúp họ vượt thắng sợ hãi và thoát ra ngoài vòng vây tỏa của các thủ phạm. Trong báo cáo cũng có chứng tá của một số nạn nhân đã chịu bao nhiêu bạo hành trước khi cho vượt biển. Cũng liên quan đến tệ nạn buôn người, hôm 19 tháng 7, nhật báo người đưa tin chiều của Italia đã cho đăng một phóng sự, theo đó các dịch vụ đưa người vào Italia đem lại ngân khoản lợi nhuận khổng lồ 400 triệu euro mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Đây là một tính toán tạm thời và ở dưới mức thực sự. Tính toán này dựa trên những gì các giới chức điều tra thu thập được trong lĩnh vực giá cả phải trả cho chuyến đi và qua những tường thuật của người di dân về những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, những vụ tra tấn bạo hành, vân vân. Một trong các cơ quan điều tra độc lập được Liên Hiệp Âu Châu và Quỹ Xã hội rộng mở hỗ trợ là tổ chức các bác sĩ phục vụ quyền con người, cho biết giá cả của chuyến đi thay đổi tùy theo từng vùng phát xuất. Chẳng hạn, người đi từ các nước vùng Tây Phi Châu phải chi trả khoảng 825 đô la từ lúc lên đường cho tới khi lên tàu sang Italia. Từ các nước vùng Đông Phi Châu thì mắc hơn nhiều, khoảng 3.750 đô la. Tổng cộng, các tổ chức tội phạm buôn người có thể thu vào ít nhất 400 triệu euro. Đó là chưa kể đến giá của những dịch vụ gọi là bảo vệ, mà người di dân phải trải dọc theo đường đi. Ông Mark Mikanlev, người soạn thảo báo cáo cho Hiệp hội Sáng kiến quốc tế chống lại nạn tội phạm có tổ chức liên quốc, nhận định như sau. Người di dân và tị nạn đã đơn giản bị biến thành nguyên liệu dùng vào mục tiêu sản xuất cho các nhóm vũ trang đang kiểm soát lãnh thổ Libya. Một cuộc điều tra mới đây của tổ chức OEM cũng cho thấy 52% người nam và 33% người nữ đã từng bị bắt cóc và giam cầm dọc theo các con đường di dân ở Phi Châu. Rất thường khi, thủ phạm các vụ bắt cóc này tra tấn họ và bắt họ gọi điện về gia đình để xin tiền chuộc trong khi bị tra tấn. Vấn đề là khi lên đến đất Italia, rất có thể là những người này sẽ bị trả về nguyên quán vì lý do họ là người di dân lén lút vì lý do kinh tế, chứ không phải là người tị nạn. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, tạp chí Hoa Kỳ có tên là Science Advance, tiến bộ khoa học, đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu báo động rằng trái đất chúng ta hiện nay đang bị hàng tỷ tấn rác rưởi bằng nhựa plastic tràn ngập và tình trạng này ngày càng tệ hại hơn. Các nhà khoa học thuộc Đại học bang Georgia và California tham gia cuộc nghiên cứu nói trên kiểm thực rằng có khoảng 8,3 tỷ tấn đồ vật bằng plastic đã được chế tạo trong khoảng thời gian từ 1950 đến 2015. Trong đó, có 6,3 tỷ tấn đã trở thành rác rưởi rất khó tan rã vào thiên nhiên. Trong tổng số 6,3 tỷ tấn này, chỉ có 9% là được tái chế, 12% khác bị đốt và thiêu hủy, 79% còn lại bị trồng chất trong những kho chứa rác hoặc trong thiên nhiên, nhất là trong các đại dương. Mỗi năm có đến 8 triệu tấn rác bằng nhựa plastic bị đổ vào các đại dương. Bà Jenna Jambeck, giáo sư phân khoa kỹ sư thuộc Đại học Georgia, một trong các chuyên viên soạn thảo kết quả cuộc nghiên cứu nói trên khẳng định rằng Phần lớn các chất liệu plastic không tự phân hủy được, khiến cho chúng tiếp tục tồn tại sau hàng trăm năm dài, nếu không muốn nói là sau hàng ngàn năm. Những điều chúng tôi kiểm chứng được ở đây buộc chúng ta phải nghiêm chỉnh suy tư lại về các chất liệu chúng ta đang dùng và cách thức chúng ta xử lý rác rưởi mà chúng ta thải ra. Hồi năm 1950, số lượng vật liệu bằng nhựa plastic thế giới sản xuất ra là 2 triệu tấn. Năm 2015, số lượng này lên đến 400 triệu tấn, cao hơn mọi loại chất liệu khác mà con người làm ra. Giáo sư Roland Geyer, chuyên dạy môn khoa học môi sinh tại Đại học Santa Barbara ở California, nhân vật chủ đạo trong cuộc nghiên cứu này thì nhận định rằng hơn một nửa các vật dụng bằng nhựa plastic trở thành đồ rác sau chỉ trên dưới 4 năm sử dụng điều mà chúng tôi cố gắng làm bây giờ là đặt ra những yếu tố nền tảng để xây dựng một chương trình quản lý các chất liệu sử dụng lâu dài chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc bàn thảo hoạch định những chính sách cần thiết cho lãnh vực này dựa trên những con số thu thập được cho đến nay nhóm chuyên viên khoa học thực hiện cuộc nghiên cứu nói trên nhấn mạnh rằng họ không muốn loại bỏ việc chế tạo vật dụng bằng nhựa plastic trong nền kinh tế hiện nay nhưng chỉ muốn khích lệ cuộc thảo luật về lãnh vực dùng và sản xuất vật liệu bằng plastic đồng thời nghiên cứu việc tái chế bà kara lavenderlo chuyên viên nghiên cứu của hiệp hội giáo dục và biển khơi chuyên tìm hiểu các đại dương thì nhận định rằng nhiều lãnh vực sử dụng đòi hỏi các vật dụng chế tạo bằng plastic và có thể kéo dài quy trình sử dụng rất lâu dài trong thời gian nhưng cần phải suy nghĩ lại về việc mở rộng lãnh vực sử dụng vật dụng bằng plastic và chúng ta phải tự hỏi là có nên chỉ dùng chất liệu này hay là có thể dùng các chất liệu khác thay thế việc tái chế plastic có thể mang lại lợi ích lớn chẳng hạn như giảm bớt sức sản xuất chất plastic mới nhưng đốt plastic để thiêu hủy lại là một việc gây nhiều hậu quả nguy hại cho môi trường thiên nhiên và cho sức khỏe con người hầu như tất cả các thể loại plastic hiện hành đều không thể tự hủy và sẽ khiến lượng rác rưởi plastic tiếp tục gia tăng trong tương lai Mặt khác, một số chuyên viên khoa học cũng đã lên tiếng báo động về hiện tượng các vật dụng bằng plastic bị đổ vào đại dương sau một thời gian dài, bị biến dạng thành những mảnh plastic li ti chìm xuống đáy đại dương. Các loại thủy sinh thường hay nhầm lẫn các mảnh plastic li ti này như là thực phẩm. Chúng ăn những mảnh ấy và tích tụ trong thân mình để rồi có thể chuyển sang loài người. Hôm thứ Năm, 20 tháng 7, tập san y khoa nổi tiếng thế giới The Lancet đã nhận định rằng cứ một trên ba trường hợp bị bệnh tâm thần có thể tránh được nếu người bệnh được theo dõi ngay từ tuổi bé thơ. Hiện nay trên thế giới có tất cả khoảng 50 triệu người bị điên hay bị bệnh lẫn Alzheimer. Con số này sẽ lên đến 132 triệu vào năm 2050 tới đây. Theo một khảo cứu khoa học vừa được đăng trên tờ báo The Lancet, có ba nhân tố báo động thông thường có thể giúp xác định bệnh và chữa bệnh điên sớm sủa đó là giáo dục, bảo vệ thính giác và ngưng hút thuốc lá. Nâng cao nền giáo dục và tầm mức trí thức có thể giảm 8% con số những trường hợp bị bệnh điên cuồng. Bảo vệ thính giác trong lớp tuổi 45 đến 65 sẽ giảm 9% những trường hợp bệnh Alzheimer trong số người già. Và bỏ hút thuốc lá ở lớp người trên 65 tuổi sẽ giúp giảm bớt thêm 5% nữa. Các nhân tố khác cần theo dõi là cao huyết áp, mập phì, bệnh trầm cảm, bệnh lười biếng không hoạt động thể thao thể dục, khuynh hướng tự cô lập và bệnh tiểu đường. Ekip các khoa học gia thực hiện cuộc nghiên cứu này khẳng định rằng nếu loại bỏ tất cả những nhân tố gây hại nói trên, người ta sẽ tránh được một phần ba các trường hợp bị bệnh điên, nhất là bệnh lẫn Alzheimer. Giáo sư Jean Livingston thuộc Đại học London, Anh Quốc, trưởng nhóm chuyên gia khoa học nói trên kêu gọi tiến đến gần một chương trình rộng lớn hơn nhằm ngăn ngừa con số các bệnh nhân bị xáo trộn tâm thần hay bị lẫn ngày càng gia tăng trên toàn thế giới hiện nay. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, hãng bảo hiểm quốc tế Munich Re đã công bố báo cáo cho biết thiệt hại trong 6 tháng đầu năm nay vì thiên tai có phần giảm bớt so với cùng thời gian này hồi năm ngoái 2016. Theo báo cáo này, trong 6 tháng đầu năm nay, từ tháng riêng đến tháng 6 vừa qua, thiệt hại nhân mạng vì thiên tai, nhất là vì bão tố và lụt lội trên toàn thế giới, lên tới 3.200 người chết, tức ít hơn con số nạn nhân thiên tai trong cùng khoảng thời gian này hồi năm ngoái là 5.100 người chết. Những thiên tai lớn nhất trong 6 tháng vừa qua là các trận lụt và đất lở tại Colombia hồi tháng 4, cơn nóng dữ ở Ấn Độ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 và các trận lụt ở Sri Lanka hồi cuối tháng 5. Thiệt hại vật chất lên tới 41 tỷ đô la cũng ít hơn so với ngân khoản thiệt hại dạo 6 tháng đầu năm ngoái, 111 tỷ trên tổng số thiệt hại vật chất này có gần một nửa được bảo hiểm đền bù, nhất là tại Hoa Kỳ, mặc dù phí tổn bảo hiểm lên rất cao. Trong các năm trước đây, chỉ có một phần ba các thiệt hại vật chất là có bảo hiểm. Ở Âu Châu, các vụ bão lụt đã xảy ra tại Đức và Pháp gây ra 4,4 tỷ đô la thiệt hại, nhưng chỉ có 1,7 tỷ là có bảo hiểm. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề quanh vụ lạm dụng và bạo hành tại trường tiểu học thuộc các đoàn nhà thờ chính tòa regensburg bên đức Kính thưa quý vị thính giả, mấy ngày qua các cơ quan truyền thông quốc tế nói về một kết quả cuộc điều tra do tòa giám mục giáo phận Regensburg ở Nam Đức thuê thực hiện về những vụ lạm dụng và bạo hành đối với các học sinh thuộc trường tiểu học Ca đoàn Thiếu nhi của nhà thờ chính tòa giáo phận này trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến nay, tức là hơn 70 năm. Thông cáo của luật sư Ulrich Weber người được giáo phận ủy nhiệm thực hiện cuộc điều tra, cho biết kết quả là có 547 nạn nhân, trong đó có 67 em bị lạm dụng tính dục, phần còn lại là các em bị trừng phạt thể lý. Có 9 người có thể bị tố cáo về lạm dụng tính dục trẻ em. Tại trường tiểu học Estershausen, nơi các em lớp 3 và lớp 4 theo học người ta thấy có một hệ thống ba lớp hàng rào phải vượt qua thì mới lọt tin ra ngoài. Có những vụ bạo hành thể lý trầm trọng và lạm dụng tính dục luôn có thể bị trừng trị, dù rằng tâm thức thịnh hành hồi đó là việc trừng phạt thể lý các học sinh là điều thông thường. Về phía các phụ huynh cũng có phần trách nhiệm vì đã không chú ý đến những biến cố được con cái kể lại hoặc không coi đó là những điều cần can thiệp để bảo vệ và có những thiếu sót từ phía các cơ quan kiểm soát và giám sát từ bên ngoài như hội đồng quản trị có nhiệm vụ canh chừng cả các cơ quan kiểm soát của nhà nước đối với các trường học. Thực vậy, theo nhận xét của chúng tôi, các luật lệ về việc thanh tra học đường và bảo vệ trẻ em nơi các trường học đã không được áp dụng. Trên đây là thông cáo của luật sư Ulrich Weber Nói thật ra, những vụ lạm dụng như thế là điều có thể xảy ra tại bất kỳ trường học tại nước nào, nhất là trong thứ văn hóa rất quen thuộc thời đó, hay chữ giữ đòn, yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nhưng sở dĩ vụ này được dư luận đặc biệt chú ý tới là vì Đức ông Georg Ratzinger, anh ruột của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức, năm nay 93 tuổi, đã từng làm giám đốc ca đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa Regensburg từ năm 1964 đến 94. Ngài không phải trực tiếp là hiệu trưởng của trường tiểu học Esterhausen là trường tùy thuộc ca đoàn này. Trong một cuộc phỏng vấn cách đây 7 năm, Đức ông có nhận rằng trong vài năm đầu tiên khi mới điều khiển ca đoàn, vài lần ngài đã bạt tay các học sinh và Đức Ông cũng nói rằng, giả sử tôi được biết về việc sử dụng bạo lực thái quá ở trường học, thì tôi đã làm một cái gì đó. Tôi xin lỗi các nạn nhân. Trong cuộc họp báo để trình bày kết quả, luật sư Weber cho rằng Đức Ông Ratzinger đã nhắm mắt và không đưa ra những biện pháp về vụ này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Cộng hòa số ra ngày 19 tháng 7 ở Italia, Cha Hans Solner, dòng tên trưởng khoa tâm lý trị liệu của Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma nói rằng Tôi hài lòng vì tất cả được làm sáng tỏ hiện nay. Ai sai lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Giáo hội ngày nay muốn có kết quả điều tra được công bố và đó là nhờ hoạt động của đức cha Rudolf von der Holzer, đương kim giám mục giáo phận Regensburg. Ngày đó có can đảm đối với những lỗi lầm đã xảy ra trong giáo phận và cả các vị tiền nhiệm của Ngài hàng chục năm về trước. Được hỏi về trách nhiệm của Đức ông Georg Ratzinger, cha nói, tôi chưa đọc hết phúc trình điều tra dày 450 trang, nhưng cần phải nói rằng Đức ông Ratzinger là giám đốc ca đoàn, trong khi phần lớn những vụ lạm dụng xảy ra tại một trường, tuy tùy thuộc ca đoàn nhưng tọa lạc tại một làng gần đó. Dầu sao thì mọi trách nhiệm sẽ được thẩm định và đó là điều nên làm. Theo Sa Soner, phúc trình điều tra này là do ý chí thanh tẩy trong nội bộ giáo hội. Đó là những sự kiện kinh khủng, nhưng ngày nay không ai có ý che giấu điều gì. Cha cũng nhận rằng rất tiếc là tại nhiều trường học, ít là cho đến thập niên 1960-70, người ta có lối giáo dục trừng phạt thể lý những học sinh phạm lỗi. Đó là thói quen thời đó sau cùng cha Sona nói, tôi chắc chắn rằng Joseph Ratzinger, tức là Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức, không biết gì về những vụ lạm dụng ở trường học thuộc ca đoàn thiếu nhi Regensburg. Và theo cha, xã hội còn phải lôi ra những lỗi lầm trong quá khứ, lắng nghe các nạn nhân và bồi thường cho họ nếu có thể. Đó là con đường duy nhất. Và tôi hy vọng sự can đảm của Đức Giám Mục Giáo Phận Regensburg cũng được các giáo phận khác thực hiện Tất cả những vụ bạo hành và lạm dụng nói đến trong phúc trình điều tra đều là những vụ không còn có thể bị truy tố theo hình luật của Đức vì đã quá thời hiệu. Do vậy, xã hội Regensburg cũng đã quyết định bồi thường từ 5 đến 20.000 euro cho mỗi nạn nhân. Cho đến nay có khoảng 300 đơn xin bồi thường. Và tổng cộng chi phí cho vụ điều tra để thanh tẩy ký ức cũng như bồi thường là từ 2 đến 3 triệu euro trước khi kết thúc kính mời quý vị nghe bài thánh ca xin dạy con yêu ngài do phong vũ trình bày nhạc và lời của linh mục thành tâm đã đến cho con người được sáng thấy Chúa Cha trên trời Chúa đã đến thăm con người người trần gian biết con một cha Chúa mở mắt cho con người người tâm tranh thấy đâu con đường Chúa cất tiếng kêu con người này người ơi mau quay về xin dạy con biết yêu ngài vì ngài luôn yêu mến con nhiều xin dạy con biết yêu ngài vì ngài luôn ban ơn tha thứ xin dạy con biết yêu ngài dù con đây đam mê tối lỗi cho con yêu mến ngài dù bao phen con đã không yêu ngài chúa đã sống như con người ngài ca hát với ai vui cười chúa đã sống như con người ngài than khóc với ai buồn đau con người dù ra sao vẫn yêu con người xin dạy con biết yêu ngài vì ngài luôn yêu mến con nhiều xin dạy con biết yêu ngài vì ngài luôn ban ơn tha thứ xin dạy con biết yêu ngài dù còn đây đam mê tôi lôi, Xin cho con yêu bên ngài. Dù bao phen con đã không yêu ngài. chết cho dân ngài được vui sống với cha nhân từ chúa đã hứa cho con người một tình yêu mãi không hề vời chúa cất bước đi trong đời cùng ai đói khóc than trong đời chúa đã chết cho con người được mai sau Vinh muôn đời Xin dạy con biết yêu Ngài Vì Ngài luôn yêu mến con nhiều Xin dạy con biết yêu Ngài Vì Ngài luôn ban ơn tha thứ Xin dạy con biết yêu Ngài Dù con đây đam mê tôi lỗi cho con yêu mến ngài dù bao phen con đã không yêu ngài xin cho con yêu mến ngài dù bao phen con đã không yêu ngài sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Roma, Đức Hồng y Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, bác bỏ những lời cáo buộc hoặc phê bình ngài đã không tích cực cho điều tra và xử lý những vụ lạm dụng tại Regensburg khi ngài làm giám mục tại đây. Manila, Hội đồng giám mục Philippines kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao ở miền Nam nước này. Washington, các giám mục Hoa Kỳ phê bình dự án cắt giảm ngân sách trợ giúp người nghèo tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kg, tức là 31m25 và 11.900 kg, tức là 25m21 ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosic tức là 31 m 38 và 11.945 kilosic tức là 25 m 21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.